Xin chào các bác nhé. Đấy, test cái led cốp, led cốp phun màu 200W kia để mai lên đường cho các bác này. Hiện tại em chỉ còn khoảng 20 cái thôi nhé. Rất sáng luôn, rất sáng và sáng rất là xa các bác nhé. Đấy, hôm nay em thắp 6 con lên. Nhìn nó chói là điện thoại của em không quay được. Này, toàn bộ cái dãy này thì em tắt hết điện rồi các bác nhé. Đấy, nó chiếu ra tận ngoài đường luôn, rất dài. Rất đẹp, để xa nhìn như đèn giao thông luôn. Đây, hôm nay em mở hết ra, em test từng con một để mai gửi cho các bác. Tí nữa đợi bố một tí. Đây, toàn bộ điện bên ngoài là em tắt hết rồi các bác nhé. Toàn sử đấy, hoàn toàn sử dụng là ánh điện của cái này nó chiếu xuống thôi. Đấy, toàn bộ hàng đều rất đẹp này các bác này. Con nào cũng thế, rất là đẹp. Này mà các bác đánh nền sân khấu chỉ cần một cặp thôi nhé. Một cặp và đánh nền sân khấu ok luôn rồi. Đấy, nếu mà nền sân khấu của các bác thì tầm khoảng mấy chục trăm mét vuông đấy. Chạy chạy sáng như ban ngày luôn. Đây, hoàn toàn là toàn bộ điện em tắt hết rồi các bác nhé. Đấy, điện đó em tắt hết rồi, em sử dụng mỗi cái điện của này đấy. Đấy các bác nhìn đấy. À, nó chiếu quá sáng luôn này. Đấy, nó chiếu nó hắt cả đằng sau này các bác này. Ui giời. Sướng không? Thôi đừng nhìn vào đấy, chói mắt con ạ. Chạy đi. Đấy, em lắp cái cây này là cây rẻ tiền thôi, nhưng mà lắp để test đồ thôi. Nó xoay được vòng tròn nên là cũng khá là tiện. Đấy, cái đèn này nó có rất nhiều chế độ các bác nhé. Nó rất nhiều chế độ. Chạy theo nhà cũng được, chỉnh qua bàn đêm mới cũng được. Và chạy tự động cũng được. Đấy, chạy tự động mà các bác có thể chọn bất cứ cái màu gì để cho nó chạy được đều được hết các bác nhé. Đây kìa, là em đang cho kiểu nháy hai cái nó so le nhau cùng một màu. Quay vào nó phát thì không, điện thoại không quay rõ được luôn. Đấy, màu các bạn. Giá là 1.200.000 một cái các bác nhé. Đấy, những cái này để mua mới thì giá nó cũng đắt lắm. 1.200.000 một cái. Đấy các bác mà mua một cặp thì em bao ship cho các bác luôn nhé. Và bác nào mà có nhu cầu mua thì liên hệ với em số điện thoại 0967851866. Tất cả những cái hàng đèn em bán này đều phải có cọc thì em mới gửi các bác nhé. Đấy, các bác mua cái cặp này thì gửi cọc cho em tầm khoảng 300-500 để em ship nhé. Hàng đến các bác nhận kiểm tra đúng hàng, các bác không có đâu. Nếu không may trong quá trình vận chuyển nó có bị biên vận chuyển nó làm bẹp làm hỏng ấy thì em sẽ gửi lại các bác tiền cọc nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Rồi, xin chào các bác.